lao ô tô lên mái nhà. Chiếc ô tô lao lên không trung, đâm vào mái tầng 2 căn nhà ở Pennsylvania trong hành động được cho là cố tình của tài xế. Sự việc xảy ra tại thị trấn Decatur, bang Pennsylvania chiều ngày 6 tháng 8 khi chiếc xe màu xám lao thẳng lên tầng 2 căn nhà ven đường. Khi nhân viên đội cứu hỏa Johnson tới hiện trường, họ thấy chiếc xe vẫn mắc kẹt trên mái nhà, phần mũi đâm xuyên qua cửa sổ. Nhân viên cứu hộ sau đó cầu chiếc xe xuống, làm lộ ra lỗ hổng lớn ở góc trên cùng của ngôi nhà. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã gia cố căn nhà để nó không sập thêm và giúp chủ nhà căng tấm bạt che lỗ hổng để đối phó với những cơn mưa rông sắp tới. Tài xế ra khỏi xe và được đưa tới bệnh viện. Không ai trong ngôi nhà đó bị thương. Đội cứu hỏa nhận định chiếc xe có thể đã chạy với tốc độ cao và đâm vào gờ cống gần nhà khiến nó bay lên không trung. Tuy nhiên, cảnh sát Pennsylvania nhận định đây không phải là một vụ tai nạn. Điều tra sơ bộ cho thấy tài xế đã cố ý lao xe vào nhà và chúng tôi đang xem xét đưa ra cáo buộc, cảnh sát bang cho biết. Một phát ngôn viên sở cảnh sát Pennsylvania cho biết tài xế có thể đã cố tình lao xe vào nhà để tự làm tổn hại mình do vấn đề sức khỏe tâm thần. Danh tính tài xế chưa được công bố.